chiều mông 1 tháng 10, tổ công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ với chi bộ xóm chùa nhãn, xã cao đại. Về phía tổ công tác của huyện ủy Vĩnh Tường có đồng chí Nguyễn Đức Lục, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ xóm chùa nhãn đã thông qua một số nội dung về đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tháng 9 phương hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 của tri bộ. Thảo luận tại buổi sinh hoạt, đa số đảng viên trong tri bộ nhất trí với các nội dung được thông qua. Một số đảng viên đề nghị cần quan tâm hơn nữa giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong nông thôn, quan tâm chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi sinh hoạt tri bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt tri bộ thường kỳ trong quá trình triển khai các đảng viên thảo luận sôi nổi tâm huyết trách nhiệm trên tinh thần xây dựng đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới tri bộ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt tri bộ đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bên cạnh đó bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tri bộ để đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện nâng cao nhận thức chính trị bản lĩnh phẩm chất đạo đức phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu dân cư